Mở nói là mở nấu nha. Xin chào mọi người, mình tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Bây giờ ô nhầm bẩn ngày 23 tháng 1 năm 2017. Hãy đứt bản lạc Yakisoba Chocolate. Trong tiếng Nhật có nghĩa là mì xảo và chocola. Mì xảo và chocola. Hồi hộp quá. Món này là món nấu Nhật. Mì xào hả? Cũng là sô cô la. Miếng cắm tại cái này không phải mì xào. Giá vị sô cô la. Miếng cắm tại không ngon lắm. Hết rồi. Cô chào tạm biệt sao? Chỉ các bạn đang đi Nhật Bản, các bạn phải mua cái này. Nhưng mà những con suy nghĩ các bạn nói ngon, các bạn thấy ngon, những con suy nghĩ. Nhưng mà các bạn mở thứ cái này. Hẹn gặp lại, bye bye.